tốt và người hỏi là thuê cả nhà anh hẳn là thuê. À thế à? Anh không thích cho thầu lại à? Thầu lại thì nhiều nhà cho thầu lại sau vài thăm hỏi nhà. Đúng rồi, họ hay tận dụng. Xong bắt đầu là xong rồi lại đi sửa lại từ đầu thì thôi, quá tội. Nếu mà anh quản lý được thì vẫn tốt hơn ạ. Đồ đạc mình giữ hỏng hóc thì mình sửa ngay hoặc là cái gì đấy, chứ còn cái kia như sofa này mà bây giờ là cho thuê